cứu ta! Cứu ta! Lại có người đang bắt chước tôi kêu cứu vậy hả? Cứu ta với hả? Cứu ta! Là thiên bá đang kêu cứu. Đúng đó, hình như là tiếng của hoàng công tử hiện kìa. Ê công tử à, đợi tôi với. Thiên bá kỳ lạ thật, sao không thấy người đâu? Đúng đó, vừa rồi rõ ràng nghe quên ấy kêu mà, kỳ lạ thiệt, sao không nhìn thấy người đâu hết trơn. Đi chỗ khác coi thử đi. Cứu ta với. Thiên bá đương như cô, hình như quá hiểm ác rồi. Còn chưa nhìn rõ ta là ai đã muốn lấy mạng của ta rồi. Mặt mũi cũng không tệ lắm, thân hình cũng không có tệ, võ công cũng rất là khá, không tệ, rất phù hợp với khẩu vị của ta. Khẩu vị của ngươi? Được, chỉ cần ngươi nói cho ta biết vừa rồi ngươi nhìn thấy có người bắt theo một con tin, cô sẽ lấy thân báo đáp phải không? Lấy thân báo đáp, vậy thì phải xem tin tức của ngươi có nhiều không, có chính xác và có đáng giá không. Đáng lắm. Vừa rồi hình như ta có thấy một người bắt một người khác đi ngang qua chỗ này đó. Đi từ hướng nào? Cô tưởng ta là con nít đền ba hay sao? Ta nói cho cô biết rồi, cô liền dục biến mất đi. Ta biết đi đâu để tìm cô. Chỉ cần tin tức của ngươi xác thật, hơn nữa có thể cứu người đó ra, ta bảo đảm ngươi có vinh hoa phú quý hưởng hoài không hết. Có chuyện tốt đẹp như vậy hay sao? Nói ra nghe thử đi. Ngươi biết Phúc Quận Dương gia chứ? Phúc Quận Dương, ta biết. Không phải là tên hoàng thân quốc thích đó hay sao? Ở huyện Tam Hà hưởng phước nhàn, người ở gần đây đều không dám động vào. Nghe nói là hoàng thượng gặp mặt của hắn, còn phải gọi hắn là thúc thúc, đúng không? Biết vậy thì tốt. Nếu ngươi có thể cứu người đó ra, đồng nghĩa là giúp đỡ Phúc Quận Dương rồi. Vậy thì ngươi muốn bao nhiêu vàng bạc châu báu đều dễ dàng có được. Vàng bạc châu báu với doãn lượng ta mà nói không có một chút ý nghĩa gì đâu. Mà điều ta thật sự quan tâm là cô nương xinh đẹp như cô đây. Ta biết ngươi là ai rồi. Ngươi là Doãn Lượng, chính là ông hút mật mà người trong giang hồ hay gọi tới. Nếu như mà cô đã biết rồi, vậy chi bằng...
Một đóa hoa như ta đây không phải là hoa bình thường. Ta có gai nhọn, không dễ hái. Đúng, ta cảm nhận được rồi. Sao hả? Nếu như ngươi chịu hợp tác với ta, ta bảo đảm ngươi được người lẫn tiền. Được, đi theo ta. Đây là đâu vậy? Hả? Người bắt ta làm gì? Mau thả ta ra đi. Sẽ mau thả người ra thôi. Thôi không. Đợi ta bái tế xong sẽ thả người đi ngay. Được. Vậy người mau bái đi. Bái mau lên. Bái xong rồi thả ta ra nha. Cha, mẹ, Như Ý, Thu Quang xin bái lại ba người ở đây. Cũng bắt được kẻ thù của ba người về đây rồi. Hy vọng ba người âm hồn không tan, về đây chứng kiến, chứng kiến Thu Quang múc tim của tên giặc này ra, chặt đầu của hắn xuống, đừng làm vật cúng tế. Mong là ba người trên trời của linh thiêng có thể được an nghỉ rồi. Ta ngươi nè. Nè, không phải ngươi vừa nói là thả ra ra sao hả? Thả ngươi à? Thả ngươi tới âm tàu địa phủ luôn. Đừng mà. Nè, họ Thu kia nè. Đừng. Họ Thu kia không, Thu đại gia. Thu đại gia, ta cầu xin ngươi mà. Ta cầu xin ngươi đó. Thu đại gia, ta cầu xin ngươi. Ta chỉ thấy thê tử ngươi xinh đẹp, muốn trêu ghẹo một chút thôi. Người giết cô ấy giống không phải là ta, là đám hộ vệ của ta mà. Hộ vệ của ngươi không phải chó ngươi nuôi sao? Không có lệnh của ngươi cũng dám giết cả nhà ta sao? Quả thật là ta không giết ngươi mà. Ta còn trách bọn họ tại sao lại động tới đau thương. Thu đại gia, không phải là ngươi muốn bái lại cha mẹ hay sao? Ta thay ngươi bái lại họ hả? Ta ngày ngày bái lại họ thay cho ngươi. Ta sẽ mời hòa thượng tụng kinh siêu độ cho họ. Ta không muốn chết mà. Đừng có giết ta nha, được không vậy? Nè, ngươi muốn làm gì? Nè, ngươi làm gì vậy? Hả? Người, vì muốn che giấu sự thật, nửa đường đã phái người giết chết Hà Bảo Đầu rồi. Cha con các ngươi đều giống như nhau. Đừng mà. Bây giờ ta phải coi thử trái tim của ngươi rốt cuộc đang cỡ nào. Đừng mà, cứu ta với. Cứu ta với. Bố Lập Gia. Nương, sao lại là cô? Mau gọi cho ta đi, mau lên đi. Bố Lập Gia, đi. Bố Lập Gia, cậu bị sao vậy? Ta sợ quá, chân mềm nhũn rồi. Được, cậu ở đây đợi một lát, ta đi xử lý hắn. Cô đi mau. Thì ra là đao pháp phù tang.
Thiên Nguyệt Đao Pháp. Tại sao không giết hắn? Tuy vừa rồi hắn muốn giết chết ta thật, nhưng mà vừa rồi ta thấy hắn bái lại cha mẹ hắn, còn thê tử của hắn nữa. Quả thật là một người rất tội nghiệp đó. Tội nghiệp à? Ngài tội nghiệp hắn sao? Vừa rồi hắn muốn giết chết ngài đó. Theo tôi thấy, tranh thủ lúc này giết chết hắn luôn đi. Ê nè, đợi đã. Tạm thời khoan giết hắn vội. Bối Lật Gia nói rất đúng, chúng ta đưa hắn về trước. Xem Dương gia xử lý thế nào. Lần này Doãn Lượng ngươi cũng lập được công lớn rồi đó, không phải sao? Vậy tiểu nhân xin đa tạ Bối Lạc Gia. Ủa, rồi đâu có, ta nên đa tạ các người thì mới phải. Chú ta mau đi thôi. Mời. Sao hắn lại biết Viên Nguyệt Đao Pháp? Ta nhất định phải hỏi cho rõ. Ngươi tỉnh rồi à? Dùng thứ mùi nơi hang này để gây mê, không phải đạo tặc cũng là dâm tặc. Quả nhiên là ngươi đoán đúng. Ngươi vẫn chưa giải được mê hương, cá tính vẫn ngang tàn như vậy, ngươi không sợ sẽ bị ta giết sao? Nếu sợ ta không tới đây giết Thuần Bối Lạc rồi. Xử sao tùy ý, đừng có nói nhiều lời. Ta rất tò mò là ngươi đã luyện được Viên Nguyệt Đao Pháp như thế nào. Vì đó là đao pháp bí truyền của phù tang chúng ta. Cái gì mà đao pháp bí truyền của phù tang các ngươi chứ? Đúng là quá kiêu ngạo mà. Đây là đao pháp của nước ta, chỉ là bị các ngươi đánh cắp thôi. Ta muốn ngươi dạy cho ta Viên Nguyệt Đao Pháp đó, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Mình vốn dĩ muốn giết Thuần Bối Lạc, trả thù cho gia đình, nhưng không ngờ mình lại lọt vào tay của họ. Bành đại nhân chắc chắn sẽ rất lo vì sự ra đi của mình. Ôi trời, mình đúng là có lỗi với Bành đại nhân mà. Vậy là rốt cuộc Thu Quan có trong quận dương phủ không? Xem ra
mình lại phải tốn công đi tìm nữa rồi. Cô tới làm gì chứ? Sư huynh Quỳnh Âu Dương Đức kêu tôi tới đây để giúp Quỳnh. Cô nói chơi đó hả? Sư huynh tôi quan tâm tới tôi từ khi nào vậy chứ? Tôi nghĩ có thể là Quận Dương Phủ thực sự là quá rộng lớn, chỉ với sức lực của một mình Quỳnh có thể sẽ không tìm được Thu Quan ở đâu. Trong chốn giang hồ không có chỗ nào mà Dương Hương Vũ này không tìm được. Cô quá coi thường ta rồi hả? Dù sao tôi được kêu tới giúp Quỳnh thì tôi tới thôi. Thế nào, hiện tại Quỳnh đã tìm được manh mối nào chưa? À, cái này thì chưa tìm được. Thật sự là rốt cuộc Thu Quan có bị bắt hay không, ta cũng không biết rõ. Trước đây tôi nghe nói Thu Quan đã bắt được Thuần Bói Lặc và còn muốn giết hắn ta, nhưng rồi không biết lý do gì sao cuối cùng lại quyết định không giết. Hả? Hiện tại Bói Lặc gia đang ngủ mà. Vậy cũng có nghĩa rất có khả năng là Thu Quan đã bị bắt rồi. Thế nào đây, Quynh có khả năng tìm được Quynh ấy hay không? Lại coi thường ta nữa rồi. Trong chốn giang hồ này không có ai lại không biết ta. Dương Hương Vũ này như mao toại, ta không những khinh công cao, ý tưởng càng cao, hơn nữa còn có một tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu gì chứ? Hả? Đó chính là trộm. Trộm? Quá ra Quynh là một tên trộm. Hả? Cái gì mà trộm chứ? Cô nương, cô có hiểu không vậy? Trộm này phải cân nhắc nha, nhất định phải hành động hết sức bí mật. Sau khi trộm xong không được để ai biết mới gọi là trộm. Chứ vừa trộm xong mà lập tức có người biết thì gọi là trộm cái gì nữa? Đó không phải là trộm. Vô lý. Dù sao nếu Quynh thực sự có thể cứu được Thu Quan thì tôi sẽ phục Quynh. Có điều hình như không hề dễ một chút nào đâu. Khích tướng sao? Ta không dễ bị bắt lừa đâu. Thế nào hả? Phải rồi, tiểu sư muội của Quynh có phải rất thích Âu Dương Đức hay không? Ừ, cái gì mà thích đại sư huynh của ta chứ? Nói cho cô biết nha, muội ấy thích ta, cô nghe rõ chưa? Xem ra Quynh cũng thích tiểu sư muội của Quynh lắm. Ừ, ta có nói như vậy sao? Có điều tiểu sư muội của Quynh thì hình như chỉ luôn miệng nhắc tới Âu Dương Đức, còn chuyện Quynh tốt chứ cô ấy thì hình như trước giờ cô ấy chưa từng quan tâm. Được, cô nói hết chưa? Nói cho cô biết nha, cô ở đây chỉ làm cản trở ta thôi. Mời cô đi giùm cho. Được rồi, vậy tôi đi đây. Tôi sẽ nói lại Âu Dương Đức là để cho Quynh tự làm một mình. Là sao vậy chứ? Đại sư Quynh là kẻ thù của cô ta mà. Nhưng tại sao bây giờ cô ta lại giúp cho đại sư Quynh? Lòng dạ phụ nữ thật khó lường. Mình thật sự không hiểu nổi đó. Cô ở đây làm gì? Chờ cô đó. Tôi và cô không liên quan gì với nhau. Cô chờ tôi để làm gì chứ? Tôi nghi ngờ là cô lợi dụng chuyện của nhà cô để cố ý tiếp cận đại sư huynh tôi. Tôi đâu có rảnh như vậy chứ. Nói cho cô biết, nhà chúng tôi phải chịu thảm án tàn sát hơn 30 người. Tôi vừa muốn truy ra hung thủ mới tới tìm Âu Dương Đức thôi. Thật không? Vậy tại sao khi bắt được Âu Dương Đức rồi cô lại không giết? Cô không trả thù, ngược lại còn cho Quynh ấy khoảng thời gian một tháng. Cô truy hung thủ như vậy á hả? Tôi có nhiệm vụ báo cáo việc làm của tôi cho cô biết sao? Chỉ cần chuyện gì có liên quan tới đại sư Quynh tôi đều quan tâm. Được thôi, vậy chuyện Thu Quan liên quan tới đại sư Quynh và vị sư Quynh của cô nên quan tâm chuyện đó trước đi. Khoan đi, phải nói cho rõ ràng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phải cô nói là muốn so tài với tôi sao? Cao nhân có cao nhân trị. Muốn cho cô biết, người giỏi thì sẽ có người khác giỏi hơn. Có điều, tôi và cô không thuộc công quán, không muốn làm cô tổn thương. Không thể đánh thẳng vào người cô, thì tôi đành phải đánh xuống dưới đất thôi. Rõ ràng là cô đang đùa giỡn với tôi. Nếu có tài cán gì, cô cứ trổ tài ra đi. Dù có phải chết dưới ngọn roi của cô, tôi cũng không có gì để nói. Được, cô nói đó nha. Tự chuốc lấy. Nè, đánh cái gì chứ? Có gì từ từ nói mà. Cô ta kiếm chuyện với tôi trước, chứ không phải là tôi. Chồng sắp xuống mũi của Quỳnh đi. Tôi đi đây. Nè. Sao vậy chứ? Mụi bị ăn hiếp hả? Đừng khóc nữa mà sao mụi. Nhị sư huynh. Chuyện gì vậy? Nhị sư huynh. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Có nhị sư huynh ở đây, nhị sư huynh sẽ bảo vệ cho mụi. Nhị sư huynh sẽ bảo vệ mụi mà. Nhị sư huynh sẽ bảo vệ mụi. Được rồi, mụi nín đi. Có nhị sư huynh ở đây rồi. Người đi đâu mất rồi? Người mặc đồ đen đó rốt cuộc là ai chứ? Người nói thường luôn của Lễ Bộ đã chết rồi, nhưng Lỗ Kỳ thì hiện vẫn còn sống. Nếu vậy thì Lỗ Kỳ có biết được gì về nỗi tình này hay không? Người có thăm dò gì được không? Còn nữa, bổn vương muốn hỏi ngươi một lần nữa, là ở trong phòng của Thường Luân, rốt cuộc ngươi có phát hiện ra được gì không? Mật hàm từ kinh thành tới cho ta biết là Thường Luân đã vì ta nên mới cải trang ra ngoài, nhưng không lý do gì ông ta lại không đem theo gì cả. Ngươi chắc chứ? Tránh để lâu sẽ sinh ra rắc rối. Ngươi mau chóng giết chết Lỗ Kỳ cho ta. Còn nữa, còn tên Bành Bằng luôn luôn đối đầu với bổn vương. Bổn vương lo là Thường Luân có chuyện gì đó giao cho hắn ta. Dứt khoát đã phóng lao phải theo lao, với Bành Bằng thì cũng nên. Ngươi lui đi. Thiên bá. Thiên bá. Sao đã khuya như vậy mà vẫn chưa ngủ? Trời ơi, huynh chưa ngủ thì người ta làm sao chịu ngủ chứ? Không phải đâu đại ca. Để thấy đại ca mấy ngày nay rất vất vả, còn phải chăm sóc Lỗ đại nhân. Để sợ chỉ có một mình đại ca sẽ buồn, cho nên qua chơi với đại ca. À, phải rồi đại ca. Để dặn Tiểu Liên pha một ấm trà Long Tỉnh thượng hạng và còn thêm vài món bánh ngọt. Nè, huynh ngồi đi. Tiểu Liên. À, bánh này ngươi làm hả? À, dạ phải, bánh ngọt hoàng cung. Bánh ngọt hoàng cung? Dạ phải, là do sư phụ làm bánh ngọt của hoàng cung để cho tôi làm đó. Đúng vậy, đúng vậy. Hoàng công tử, mời nếm thử. Được rồi. Đại ca thử đi, coi có ngon không? Thiên bá, Phi Vũ. Đại nhân. Đại nhân. Mọi người đều đây sao? Đại nhân, sao đã khuya như vậy rồi ngài vẫn chưa đi nghỉ? Thường đại nhân đã chết một cách bất thường, trong lòng của ta thật sự rất là bất an, nên bây giờ ta rất lo cho sự an nguy của ân sư. Đại nhân không cần phải lo, đã có Thiên bá rồi chắc chắn sẽ không sao đâu. Nè, tuyệt đối không được nói như vậy. Cũng chính vì ta bảo vệ không tốt cho nên thường đại nhân mới... Thiên bá, thường đại nhân ra đi quá đổi đột ngột, cậu cũng đừng quá tự trách bản thân của mình. Có điều sự an nguy của ân sư thì cậu nên chú ý nhiều hơn một chút. Xin đại nhân yên tâm, Thiên bá sẽ cố gắng bảo vệ cho Lỗ đại nhân. Phải. Đại nhân. Có chuyện gì? Tôi tìm khắp nơi quán trọ rồi, không chỉ không có Âu Dương tiên sinh, mà cả Dương đại hiệp và sư muội của huynh ấy, Bạch cô nương cũng không có.
Vậy thì họ lại đi đâu nữa chứ? À, ê, đại nhân, người sao vậy? Có phải bị muỗi cắn hay không? Chắc là vậy rồi. Đại nhân, tôi nghĩ lỗ đại nhân nếu ở lại đây cũng không phải là an toàn. Không bằng để ngài ấy ở trong tiêu cục, có tiêu khách bảo vệ, như vậy sẽ tốt hơn. À, thiền bá nói rất đúng. Tiêu cục chuyên hành nghề bảo tiêu, cho nên người rất đông, nên nếu để sắp xếp lỗ đại nhân ở tiêu cục, như vậy sẽ bảo đảm được an toàn tuyệt đối rồi. Cũng được. Vậy ngày mai ta sẽ đương sư vào trong tiêu cục. Ừ. Đại nhân, mấy ngày nay người không nghỉ ngơi điều độ, người cũng nên vô nghỉ sớm đi. Là ta nè. Là huynh hả? Hi, lần nào cũng vậy hết. Đào kiếm chém giết, gặp là đánh hay gặp là đánh, có ý nghĩa gì không? Trời cũng đã tối rồi, đã trễ như vậy, cô lại thân nữ nhi một mình, tôi có chút không yên tâm. Chính vì vậy tôi đã lén theo. Đừng có hiểu lầm nha, tôi không có ý gì hết, không có ý gì đâu. Vậy sao? Huynh lại quan tâm tới tôi sao? Nói gì vậy, bằng hữu với nhau quan tâm một chút có sao đâu. Thôi được rồi, tôi đuổi theo một người mặc đồ đen nên mới đuổi tới đây thôi. Người đó như thế nào? Tôi cũng không biết nữa. Trước đây sư muội của huynh tìm tôi thí võ, sau đó thì có người mặc đồ đen xuất hiện, cứ lén lén lút lút. Tôi cũng không biết là người đó có âm mưu gì, nên tôi mới cố ý theo dõi hắn. Huynh đoán được hắn ta đi đâu không? Hả? Đi đâu vậy? Nóc nhà Bành đại nhân, chính là quyền lệnh quyền Tam Hà. Hả? Trên nóc nhà của Bành đại nhân để làm gì? Tôi cũng không hiểu rõ lắm. Giống tôi tính đi theo hắn để coi cho rõ ràng, nhưng tôi lại sợ bước dây động rừng, cho nên tôi chỉ theo dõi hắn. Rốt cuộc thì lại thấy hắn ta ở trên đó. Hắn vào nhà của Lý Tráng. Không lẽ là Lý Tráng? Lý Tráng? Lý Tráng là ai chứ? Lý Tráng tại sao phải cải trang mặc đồ đen? Không lẽ nào vì sợ Bành đại nhân? Bành đại nhân? Tại sao Bành đại nhân lại muốn bắt hắn ta? À, chúng ta không nói chuyện này nữa. À phải rồi, tôi quên hỏi cô, tại sao cô cứ luôn đối nghịch với tiểu sư muội của tôi vậy? Cái gì mà tôi đối nghịch với tiểu sư muội của huynh? Rõ ràng cô ta đã vì huynh mà muốn liều mạng với tôi. Liều mạng? Ừ? Đâu có nghiêm trọng tới vậy. Tại sao lại không nghiêm trọng tới vậy? Âu Dương Đức, tôi không tin là huynh cũng giống như một khúc gỗ. Tiểu sư muội của huynh thích huynh, chẳng lẽ huynh không biết hay sao? Hả? Thích tôi sao? Nói chơi gì vậy? Được rồi, không nói chuyện với cô nữa. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Không nói thì không nói. Có điều phiền huynh nói lại với tiểu sư muội của huynh, đừng có coi tôi như là tình địch nữa. Hả? Coi cô là tình địch? Không có gì. Không nói chuyện với huynh nữa, tôi đi trước đây. Nè, cô nói cho rõ đi, gấp gáp gì chứ? Ê, mình nói rồi mà, cô nương này thiệt tình mình thật sự không hiểu nổi. Ừ, lạ thiệt. Người mặc áo đen này nếu là Lý Tráng cải trang thì Lý Tráng có thể vẫn đang ở chỗ cũ chứ. Nhưng mà hắn ta đi tìm Bành đại nhân để làm gì? Đúng là lạ thiệt. Làm rất tốt. Làm rất tốt. Không biết là võ công như vậy Bối Lạc gia có hài lòng hay không? Hài lòng, rất là hài lòng. Ê, làm phiền Doãn đại hiệp, có thể giải quyết cho họ được không? Tuân lệnh. Ê,
Giỏi, đúng là quá giỏi luôn. Nè, các người nghe cho rõ đây, nếu đã có Doãn Đại Hiệp ở bên cạnh ta thì tất cả các người không cần phải theo ta nữa. Mỗi Lạc Gia, người không thể ra ngoài. Tại sao lại không thể ra ngoài chứ? Doãn Đại Hiệp là do A Mã ta phái tới để bảo vệ cho ta mà, tại sao không thể ra ngoài được chứ? Nhưng mà bố Lạc Gia, Dương gia có lệnh. Ê, nếu như ngươi còn dám nhiều lời, coi chừng ta sẽ cho ngươi xuống chuồng ngựa để chăm sóc ngựa đó. Ê, Doãn Đại Hiệp, chúng ta đi thôi. Bố Lạc Gia mời. Ừ. Mặt trời đã lên 3 sao rồi, sao hôm nay mình thức trễ vậy chứ? Ê, đại nhân, người thức rồi sao? Tôi đem nước tới rồi đây. Người mau tới là mặt đi. Đại nhân, đây. Bành Hưng à? Dạ. Tối qua... đại nhân, tối qua xảy ra chuyện. Tối qua xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ sư của ta đã... Không phải. Lỗ đại nhân không hề có chuyện gì hết. Chỉ là đại nhân người có phải là đã nhìn thấy ảo giác gì hay không? Ảo giác sao? Tối hôm qua ta có một giấc mơ. Ta mơ thấy các chữ viết trên công văn tất cả đều bay lên bao vây ta, xoay vòng, xoay vòng. Sau đó thì thế nào? Sau đó thì ta không nhớ gì hết. Đại nhân à, người không biết được là chính Âu Dương tiên sinh nói hình như người bị trúng tà. May là ngài ấy tới kịp thời điểm trúng huyệt đạo của người. Nếu không thì người dùng hai tay bịt kín hết miệng mũi của mình, như vậy sẽ khiến cho người bị chết ngạt đó. Ta suýt chút là mình bị chết ngạt sao? Dạ đúng vậy. Làm sao có chuyện như vậy được? Lúc đó tôi cũng không có mặt, chỉ có một mình Âu Dương tiên sinh thôi. Hay là chờ ngài ấy trở về, người hỏi ngài ấy đi. Cô ấy đi đâu rồi? Âu Dương tiên sinh nói ngài ấy có chút chuyện, sau khi làm xong sẽ lập tức quay về gặp người. Ê, đại nhân, người không thể ra ngoài được đâu. Tại sao lại như vậy? Âu Dương tiên sinh đặc biệt căn dặn tôi, nói hôm nay bất cứ giá nào cũng không để người bước ra ngoài. Như vậy làm sao được chứ? Ta có thể ở đây phê công văn, nhưng mà ân sư của ta hôm nay phải tới chỗ của Thiên Bá, đáng lý ra ta phải tiễn người đi. Ây da, đại nhân, bây giờ cũng không còn sớm nữa, cho dù người có qua đó, có lẽ họ cũng đã đi từ lâu rồi. Chắc là người cũng đói rồi, hay là người nghỉ ngơi một chút để tôi làm chút gì cho người ăn nha. Đại nhân, người nhớ tuyệt đối đừng đi ra ngoài nha. Tại sao lại không cho mình ra khỏi chỗ này chứ? Cũng không biết Âu Dương tiên sinh làm gì vậy, là có ý gì đây? Lạ thật nha, mặt trời lên 3 sao rồi, sao Bành đại nhân vẫn chưa tới? Đúng hả? Chắc là Bành đại nhân có thể nào mấy ngày nay vì quá mệt nên mới ở nhà ngủ nướng một chút không? Nè, người nói cái gì mà ngủ nướng chứ hả? Ngươi là người như vậy, còn Bành đại nhân bộ cũng như vậy luôn sao? Ôi trời, được rồi, lỗ đại nhân. Hay là như vậy đi, tôi đưa ngài tới tiêu cục trước, chút nữa tôi sẽ quay về tìm Bành đại nhân. Được, chờ một chút. Người tới đây làm gì chứ? Tới đây làm gì hả? Ta cũng vừa mới tới nhà môn một vòng đây, ngoài ra cũng có tới những chỗ khác nữa. Còn ta tới đây chính là tìm chứng cứ một chuyện. Là chuyện gì? Ngươi mà có chuyện gì chứ? Nhìn cái cổ của ngươi. Coi gì mà coi, ngươi có cái tật, đã nghĩ ra trò gì nữa đây phải không? Coi thử đi, ta có chiêu trò gì chứ? Ta chỉ muốn coi thử có phải ngươi bị muỗi cắn không, cho ta coi thử coi. Ngươi nói cái gì ta bị muỗi cắn chứ?
Ngươi chưa từng bị muỗi cắn bao giờ hả? Ai mà chưa từng bị muỗi cắn chứ. Ta hỏi hai ngày nay á, ngươi có từng bị muỗi cắn không? Cho ta coi chút đi. Ê, 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 cẩn thận. Trời, nè, để ta coi, để ta coi. Nè. Giỡn một chút mà nặng tay quá vậy. Hai người đừng gây chuyện nữa. Âu Dương tiên sinh, ngài nhất quyết muốn coi cổ quân ấy có dích đỏ hay không là có ý gì? À, đúng đó, đúng đó. Ây da, Âu Dương tiên sinh à, cậu ấy nói có lý đó nha. Không phải ngài nói với tôi sao? Trước đây khi Thiên Bá được ngài ra tay cứu thì lúc đó Hoàng Thiên Bá từng nói có cảm giác giống như là bị rơi xuống biển sao? Ờ, đúng vậy. Như vậy thì sao chứ? Ta nghi ngờ ngươi đã trúng kim độc rồi. Kim độc? Ừ. Ngươi đang nói chơi cái gì vậy chứ? Hoàng Thiên Bá ta bị trúng kim độc mà ta không tự biết hay sao chứ? Đúng vậy. Ngay cả Hoàng Thiên Bá ngươi cũng không biết. Ngươi coi đi, ngươi phóng kim này lợi hại biết bao. Cho ta coi chút có mất miếng thịt nào đâu. Tại sao ta phải cho ngươi coi chứ? Thiên Bá, cho ngài ấy coi một chút cũng không sao đâu. Ây da, được rồi Thiên Bá, cứ để cho Âu Dương tiên sinh coi một chút đi, cũng đâu có sao đâu chứ. Ây, đúng như vậy đó, chỉ coi ở cổ một chút thì cũng đâu có làm sao đâu. Đâu phải là coi chỗ nào khác. Nè, thôi đi. Những chỗ khác ta cũng không thèm coi. Ngươi. Được, ta sẽ cho ngươi coi. Để coi ngươi còn dở trò gì nữa đây. Coi đi. Chính là chỗ này. Chỗ này thế nào hả? Nè, chỗ này đúng là có dấu đỏ nha. Đó, thấy chưa? Cái này không phải muỗi cắn đâu. Không phải là bị muỗi cắn, là bị ngươi cắn đó. Nếu ta cắn, ta đã cắn chết rồi. Ngươi. Âu Dương tiên sinh, nếu như chỗ này không phải là bị muỗi cắn, vậy thì là cái gì? Ây da, đúng đó, mọi người coi. Nói qua nói lại một hồi mà sao ta nghe vẫn không hiểu được gì hết hả? Đại nhân, tôi vừa mới kiểm tra thi thể của Thường đại nhân, trên cổ ngài ấy cũng có một vết đỏ. Ồ, ở trên cổ Thường đại nhân cũng có một vết đỏ sao? Ừ. Vậy Âu Dương đại hiệp, theo ngài thì vết đỏ trên cổ của ta nên giải thích thế nào đây? Bị trúng ám khí gì đó, hoặc có thể là ám khí. Hoàng Thiên Bá ta dù thế nào cũng đã luyện qua Kim Trung Tráo Thiết Bố Sam. Ta bị trúng ám khí mà bản thân ta cũng không biết. Ngươi nghĩ ta ngốc tới mức đó sao? Thì đúng là ngươi ngốc mà. Ngươi nói cái gì chứ? Thiên Bá ơi, nè. Thôi mà. Cả hai người đừng có gây chuyện nữa. Ta không phải là hạng người như ngươi đâu. Đại nhân, tôi đưa ngài về thư cục trước vậy. Đại nhân, mời. Đại nhân, mời. Vậy thì ta xin cáo từ. Sư muội à, đừng quá đau lòng. Nhị sư huynh, muội không cam tâm. Không cam tâm? Tại sao chứ? Mỗi khi nhớ tới lúc đó chúng ta ở trên núi cùng nhau đọc sách, cùng nhau luyện võ. Đại sư huynh, là do muội ngốc quá. Là đại sư huynh quá thông minh thôi. Lúc nãy có phải là muội nhường ta không? Không có.
đâu có đâu. Là do muội luyện chưa tới mới không bằng huynh. Hey, sư muội không cần gấp, muội vẫn còn nhỏ mà. Huynh nói cho muội biết, nữ nhân luyện công đã là một hạn chế rồi. Mà hơn nữa nội lực của muội không bằng đại sư huynh. Không cần gấp, chúng ta từ từ luyện. Nè, nghỉ ngơi một chút đi. Nè, uống chút nước đi. Mệt rồi sao? Đại sư huynh, nếu như muội học võ công hoài vẫn không tiến bộ thì huynh có dạy cho muội mãi không? Ta cũng muốn được dạy cho muội mãi, nhưng đại sư huynh có rất nhiều chuyện cần phải làm. Vậy cho nên cái gì? Huynh vẫn còn chuyện khác sao? Ừ, nhưng muội vẫn còn rất nhiều chiêu vẫn chưa học đó. Ê, đừng lo, ta đã dặn dò nhị sư huynh rồi, để nhị sư huynh dạy muội, hắn sẽ ngày ngày luyện tập với muội hả? Không được, muội chỉ muốn đại sư huynh dạy thôi. Ấy, đại sư huynh nhị sư huynh cũng đều như nhau. Cứ như vậy đi, chờ ta làm mọi chuyện xong, ta sẽ quay lại cùng luyện võ với muội, được không? Ừ, vậy được, nhưng huynh không được gạt muội đó. Nè, đại sư huynh từng gạt muội chưa? Nếu không thì ngoéo tai đi. Được. Ừ. Sau khi đại sư huynh ra đi hơn một năm vẫn chưa quay lại, là muội cứ ngày mong đêm cũng mong, chỉ hy vọng huynh ấy có thể về sớm, sớm ngày trở về dạy muội luyện võ. Nhưng mà tiểu sư muội à, chuyện này ta biết, đại sư huynh nhờ ta kèm muội luyện nhớ công, ta cũng kèm rồi. Chuyện này đâu có giống nhau đâu nhị sư huynh. Chuyện này thì có gì khác chứ, ta và đại sư huynh cũng như nhau thôi. Ta thật lòng đối tốt với muội, muội cũng biết mà. Ừ, đương nhiên là muội biết, nhị sư huynh thương muội, chăm sóc muội cứ y như là ca ca ruột vậy. Ừ, nhưng mà muội cũng không hiểu là vì sao, sao muội cứ nhớ tới đại sư huynh. Ta, tiểu sư muội à, tiểu sư muội, trước giờ ta vẫn thích muội, sao muội không cảm nhận được tình cảm của ta dành cho muội chứ? Ngày nào muội cũng chỉ nghĩ về cái tên quái nhân cưỡi lừa cầm theo cái ống điếu kỳ quái đó, đúng là chọc ta tức chết mà. Nhị sư huynh, huynh làm sao vậy? Không có gì, ta chỉ muốn nói đại sư huynh đã nhận mệnh lệnh của sư phụ chăm sóc bà đại nhân. Ta cũng nhờ sư huynh chăm sóc cho Thu Quang nữa, cho nên bây giờ đúng là rất bận. Chúng ta đừng làm phiền huynh ấy nữa có được không? Không làm phiền, làm sao mà không làm phiền được. Nghĩ tới nữ nhân hôm đó đối xử huynh ấy như vậy, trong lòng muội lại cảm thấy rất khó chịu. Nữ nhân? Nữ nhân nào vậy? Chính là cái cô gái cầm roi da đó. Ồ, là Hồ Điệp. Hồ Điệp gì mà Hồ Điệp, chỉ là con côn trùng thúi thôi. Được, hay là như vậy đi, chúng ta cứ về núi trước. Về núi? Đúng vậy, về núi. Chúng ta cùng nhau cố gắng luyện tập, không nghĩ tới ai hết, cũng không gặp ai hết, yên tĩnh luyện võ. Không, muội không muốn về núi đâu. Không về núi, tại sao chứ? Muội phải ở đây canh chừng đại sư huynh. Canh chừng đại sư huynh à? Ừ. Bớt giỡn đi, huynh ấy là người trưởng thành, làm sao mà lạc được chứ? Đương nhiên là không thể lạc mất, nhưng mà huynh ấy có thể bị người ta bắt đi mất. Bị bắt mất hả? Ừ. Không có đâu mà. Sao không có chứ? Bên ngoài là một thế giới hào nhoáng, biết bao nhiêu mỹ nữ, mới có chút mà đã có Hồ Điệp, rồi lại có Hoa Cửu Nương gì đó nữa, ai mà biết còn có nữ nhân nào nữa hay không. Tiểu sư muội à. Được rồi, đừng có nói nữa. Nguyên tối ngày hôm qua muội thức trắng đêm luôn đó. Muội muốn về khách điếm nghỉ ngơi cho lại sức. Huynh còn đi tìm tin tức Thu Quang hả? Dương phủ ban ngày tôi cũng không vào được, chờ tới tối ta đi coi sao. Được. Nhị sư huynh, đa tạ huynh hôm nay đã giúp muội. Muội nói gì vậy, đây là chuyện nhị sư huynh nên làm mà. Hay là như vậy đi, ta sẽ đưa muội về trước, muội cứ nghỉ ngơi đi, huynh sẽ cùng muội ăn một bữa thịnh soạn có được không? Được đó. Đi. 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 Thi ra là vậy sao? Vậy tiếp theo đây ta phải làm thế nào?
không cần phải làm gì hết. Chúng ta chờ đợi bắt rùa trong chum thôi. Ừ. Đại nhân, đại nhân, à, Âu Dương tiên sinh, có chuyện gì? Đại nhân, lúc nãy gia dịch tới báo, nói là đã phát hiện ra tung tích Lý Tráng ở ngoài ô. À, nếu như ta đoán không lầm thì chuyện này có liên quan tới Lý Tráng đó. Vậy không sao đại nhân, cả ngày hôm nay ta đi với ngài. Mỗi lạc già, hôm nay đi chơi nhất định phải chơi cho đã đó nghe. Ê, đúng vậy, lâu lắm rồi ta chưa được ra ngoài để hưởng thụ đó, có phải không? Hả? Ê, đây đây. À, đi thôi, đi thôi. Ê, đây đây. Ê, được quá hả? Ngày con đi đâu vậy hả? Hai vị tiểu mỹ nhân. Ê, đi đâu vậy? Quá vậy? Mau chạy đi. Mỗi lạc già, không sao chứ? Không sao. Phải dạy dỗ tên tiểu tử đó. Tất nhiên là phải dạy dỗ rồi. Đi thôi. Rau xanh đây. Ê, rau của ông có tươi không vậy? Ừ, dạ. Nè. Vậy con... sao? Ờ, còn cái này. Hả? Tiểu mỹ nữ, quay lại cho ta ngắm cái kênh nè. Thôi, phải cởi. Trời ơi. Đi 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 đi. Trời ơi, vỏ của cải trắng còn đẹp hơn cô nhiều đó. Trời ơi, tôi nói mới lạc gia ngày á. Nè, ngày cũng không thử nghĩ coi, trời đang nắng chang chang gì, có cô nương xinh đẹp nhà nào á ra ngoài phố đi dạo đâu chứ. Ờ, nói cũng phải hơn. Ơi, vậy là đi ha. Dẫn lượng, ta dẫn người tới chỗ này. Biết. Nè, nè, mới lạc gia. Ôi trời ơi, bối lạc gia, lâu lắm rồi mới thấy ngài. Lâu rồi ngài mới tới chỗ của tôi đó. Ê, gần đây ta có hơi bận chút. Ê, bà đừng có lo, chăm sóc cho ta thôi, mãi chăm sóc cho bằng hữu của ta. Ôi trời ơi, vị công tử này phải gọi làm sao đây? Ừ. Ôi trời ơi. Mau gọi những cô nương xinh đẹp nhất chỗ của bà ra đây. Ngài không cần dặn đâu, chuyện này là tất nhiên rồi. Chỉ nói tới bối lạc gia, chúng tôi cũng không dám chậm trễ rồi. Huống chi ngài còn là một khách quý hào phóng tới như vậy. Trời ơi. Ngài chờ một chút nha. Nè, tiếp khách nè. Các cô nương ra tiếp khách. Dạ đây, tới liền. Xuân Lan. Ôi trời ơi. Thu Phúc. Đại gia, tiếp hỏi cho ngài nha. Tiểu Hoa. Đại gia. Tiểu Diễm Diễm. Cái đường về. Hai chị đại gia, em cũng thấy thế nào hả? Thoải mái không? Hài lòng, hài lòng. Nè, lâu lắm rồi ta chưa tới Di Hồng Viện này á. Thật không ngờ là cô nương ở đây hả, tướng mạo mắt mũi thì rất là đẹp, mà còn toàn là thật nữa chứ. Ý ta nói là các nàng rất là đẹp. Rất là đẹp. Trời ơi, có ai nói như ngài đâu chứ. Nè, Doãn Lượng à, ngươi cũng chọn một cô tiếp rượu đi. Nàng, nàng, ở lại. Số còn lại thì ra ngoài nha. Được, được, được. Hai con đó, chăm sóc hai vị cho chu đáo nghe chưa. Hai vị à, hai vị từ từ thưởng thức. Còn các ngươi thì theo ta ra ngoài. À, được rồi, đi, 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 con. Đi, 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 đi. Làm sao nhớ tới nè. Nè, hả? Bối lạc gia. À. Nè, cán. Bối lạc gia. Hả? Có một số việc tôi cứ nghĩ hoài không ra. Ngài coi, A Mã ngài là đại công thần trấn thủ biên cương, tại sao ngài lại... tới Di Hồng Viện chứ, dù sao ngài cũng là bối lạc gia mà. Ê, Di Hồng Viện này thì có gì mà không tốt chứ. Những người cô nương ở đây hả, vừa dễ thương nè, lại lanh lợi nữa. Nàng tên là gì? Xuân Lan. Xuân Lan. Xuân Lan nè, rót rượu cho ta. Ta trong cái chốn kinh thành này hả, bị nhốt ở trong nhà, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước, cứ rú rú ở trong nhà hoài thôi. Cũng có nhiều lúc ta muốn tới Thiên Kiều xem một vở kịch, mua một chút đồ,
Nhưng mà A Mã của ta bịt chặt hai tay ta, đánh chết ta cũng không cho ta đi. Không biết tại sao sức khỏe của A Mã ta lại không được tốt nữa, phải chuyển tới nơi xa kinh thành một chút để điều dưỡng sức khỏe. Vậy cho nên á, cho nên mới chuyển tới huyện Tam Hà này nè. Ồ, thì ra là vậy. Vậy bối lạc gia của chúng ta quả nhiên là có lý tưởng, có hoài bão, mà còn có lòng hiếu thảo đáng ngưỡng mộ nữa. Này 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 này, này mau rót rượu cho bối lạc gia đi hả? Ờ, nhanh nhanh nhanh. Bối lạc gia, rót đầy cho người nha. Coi ra thì Phúc Quận Dương dưỡng bệnh là mượn cớ. Ta thấy Phúc Quận Dương chắc là quý đồ gì khác mới phải. Gắn lượng hả? Hai nàng này, ngươi chọn một nàng đi hả? Ừ. Hai nàng đều đẹp, nhưng mà bây giờ trong lòng của ta chỉ có một người thôi. Ủa? Ai vậy? Ê, người trong lòng mà ngươi ngày đêm mong nhớ rốt cuộc là ai vậy? Bối lạc gia, ngài đừng có vội tìm hiểu. Hả? Tôi định khoảng một thời gian nữa tôi sẽ giới thiệu với ngài. Ê, hôm nay chúng ta không nói chuyện này nữa. Chúng ta tới đây làm gì? Uống rượu đó, có được không? Nè nè nè, mau rót rượu cho bối lạc gia đi. Còn bí mật sao chứ? Rót đầy, rót đầy, rót đầy cho bối lạc gia. Nè. Cô lại tới để làm gì? Sợ ngươi bị đói, cũng sợ ngươi ăn không quen đồ ăn đưa tới, cho nên ta chính tay làm mấy món ngon nhất đem tới cho ngươi. Ta không đói, đem đi đi. Ngươi sợ ta hạ độc ngươi phải không? Yên tâm đi, mấy món này đều chính tay ta đích thân làm đó, bảo đảm không có độc. Nếu như ngươi không tin, ta ăn thử cho ngươi thấy. Không cần, trung nguyên của ta không hề hiếm của ngon vật lạ. Đồ phù tan ta không quen ăn, đem đi đi. Hình như ngươi xem ta là kẻ thù thì phải. Từ khi ta biết được ngươi biết đạo pháp Diên Nguyệt, ta luôn muốn nói chuyện với ngươi. Làm sao ngươi lại biết đạo pháp này vậy chứ? Là ai dạy cho ngươi? Phù tan các người toàn bộ đều học của đất nước ta, bất kể đạo pháp văn tự đều là học từ Trung Nguyên chúng ta, không phải sao? Đều do ngươi tự nói thôi, ta không đồng ý. Mặc dù trước đây ta có học của các ngươi một vài thứ, nhưng mà tất cả đều là tự mình lưu truyền. Thậm chí đạo pháp cũng chia thành rất nhiều môn phái. Trăm sông đều đổ về biển hết, cho dù các ngươi có phân thành bao nhiêu môn phái thì đạo pháp đầu tiên chỉ có một loại, chính là nhanh, độc, chuẩn. Chuyện này thì ta biết. Trong quá trình ta giao đấu với ngươi, ta đã lĩnh giáo được nhanh độc chuẩn của ngươi. Sao vậy? Ngươi vẫn cứ không bằng lòng dạy đao pháp cho ta sao? Được thôi, ta đã liều mạng bảo vệ ngươi trước mặt bọn họ, nhưng mà bảo vệ được bao lâu chuyện đó ta không biết được. Nếu ngươi chịu dạy đao pháp cho ta thì ta có thể để ngươi sớm ra khỏi đây. Nếu không, ta sợ sẽ không giữ được tính mạng của ngươi đâu. Thu Quang, ngươi hãy nghĩ thử đi. Nếu như tính mạng ngươi cũng không giữ được thì làm sao báo thù? Vậy Diên Nguyệt đao pháp của ngươi sẽ thất truyền vĩnh viễn. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Người đích thân đem đồ ăn tới cho hắn à? Hắn rất cứng đầu. Đồ ăn tôi đem tới, chính tay tôi làm hắn cũng không ăn. Nếu không phải con trai ta có lòng tốt, làm gì có chuyện hắn sống tới bây giờ. Bây giờ bổn vương sẽ đi gặp hắn ngay. Sơn giả thất phu, không biết phép tắc. Nếu như gặp kẻ thù còn phải nói phép tắc, vậy thì ta không biết mối thù này phải báo làm sao đây. Họ Thu kia, mối thù này sợ là cả đời ngươi không báo được rồi. Con trai của ta đã xin ta tha cho ngươi khỏi phải chết, ngươi đừng có được nước làm càn đâu. Ta được nước làm càn sao?
cha mẹ ta và thê tử ta đều bị con trai của nhà ngươi giết chết. Ta hỏi ngươi, nếu như là ngươi thì ngươi có muốn báo thù không? Lê Dương Bách Tính, mạng như cỏ rác. Lê Dương Bách Tính là cỏ rác? Không lẽ Phúc Quận Dương mới là người sao? Đương nhiên là vậy. Bổn Dương đây chính là hoàng thân quốc thích. Ngươi, ngươi tội ác tay trời, coi thường mạng người, còn phải hung thủ tới đây giết ta. Ngươi vốn chỉ không phân đúng sai, ngươi mà là hoàng thân quốc thích cái gì chứ? Ngươi ở trong mắt ta, ngươi chính là súc sinh thôi. To gan. Được rồi, họ Thu kia, Bổn Dương lần này ta tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi viết một mảnh giấy nói chuyện này không dính dáng tới con ta thì Bổn Dương ta sẽ thả ngươi ra. Ta không làm được đâu. Được, nếu như ngươi không làm được, sự nhẫn nại của Bổn Dương cũng có giới hạn. Bổn Dương sẽ cho ngươi một ngày để suy nghĩ. Nếu như ngươi lại nói không làm được thì Bổn Dương sẽ giết ngươi, đem xác quăng ở nơi đồng không mong vẫn cho chó ăn. Ngươi nghe rõ chưa? Ngươi sẽ tới kiểm tra coi Bành đại nhân còn sống hay không. Ê, biết ta là ai đúng không? Âu Dương tiên sinh, tiên sinh quả nhiên liệu sự như thần. Tiên sinh nói hắn sẽ quay trở lại tìm ta, quả nhiên là đúng như vậy. Ta làm cho hắn bị phỏng, chúng ta có thể tới nhà Lý Tráng tìm hắn rồi. Âu Dương tiên sinh, ngài đã đánh hắn bị thương rồi, hắn còn dám về nhà sao? Lý Tráng không ở nhà thì tới nhà Lý Cường đòi người. Vậy chúng ta đi liền bây giờ. Đi đi. Lão gia, có chuyện gì? Lão gia, Bành đại nhân tới nhà chúng ta ngay trong đêm. Bành đại nhân đã khuyên gì vậy rồi, ngày tới đây làm gì? Mời vào. Dạ. À, Bành đại nhân, Âu Dương tiên sinh xin mời ngồi. Không cần đâu. Lý chân ngoài, hồi nãy chúng tôi đã tới nhà của Lý Tráng một chuyến, nhưng mà chúng tôi không thấy hắn đâu. Đại nhân, tiểu nhân cũng cho người đi tìm Lý Tráng khắp nơi, nhưng mà tới giờ vẫn chưa có tung tích của hắn. Lý chân ngoài, hay làm vậy đi. Đề đệ của ông rất có thể cải trang thành một người mặc đồ màu đen đi khắp nơi để làm chuyện ác. Chuyện này không thể nào đâu. Đệ đệ tôi tuy là tính tình lỗ mãng, nhưng mà nếu nói hắn trở thành đạo tặc hành hung, đây là chuyện không thể nào đâu. Ê cha. Lý viên ngoại bảo vệ đệ đệ, nói thật là chúng ta đã cho người đuổi tới nhà ở ngoại thành của đệ đệ ông rồi. Hả? Thật sự có chuyện này sao? Thật sự là vậy. Lý chân ngoài, nếu như ông thấy đệ đệ của mình, nói hắn mau chóng tới nhà môn từ thú khai hết. Ông yên tâm đi, nếu như không phải là hắn làm, bổn quan nhất định trả lại sự trong sạch cho hắn. Đa tạ đại nhân. Tôi biết rồi, nhưng mà đệ đệ tôi thật sự không có ở đây. Nếu như đại nhân không tin, vậy thì mời đại nhân đích thân lục soát. Ê, lời Lý viên ngoại nói mà còn không tin, chúng tôi còn có thể tin ai? Đúng vậy, Lý viên ngoại, tiếng lành ngày đồng xa, lời con đương nhiên là chúng tôi tin.
Nhưng mà lời của bổn quan lúc nãy cũng mong là ông suy nghĩ thật kỹ chuyện đó. Được, trong hai ngày sắp tới tôi nhất định sẽ phái thêm thuộc hạ đi tìm tung tích Ly Trác. Nhất định đem hắn tới trước mặt của đại nhân nói cho ra lẽ. Được. À, nếu vậy chúng tôi xin phép nha. Đi thôi. Cung tiễn đại nhân. Đừng đa lễ. Bành Hưng, các ngươi đưa đại nhân về đi, ta còn có chuyện. Yên tâm đi, Âu Dương tiên sinh. Tiên sinh, đã khuya vậy rồi, tiên sinh còn có chuyện gì sao? Hey, bằng hữu cũ, nhất định bắt ta tới ôn chuyện xưa, ta cũng hết cách rồi. Thì ra là như vậy. Vậy chúng ta hẹn ngày hôm khác. Vậy ta không về với đại nhân. Kỳ lạ thật, tới đây mấy ngày rồi mà lại không tìm thấy Thu Quang bị nhốt ở chỗ nào là sao chứ? Dương Hưng Vũ à, Dương Hưng Vũ, ngươi còn dám xưng là thần trộm, một chỗ đơn giản như vậy cũng không tìm được. Người đó, nếu mà ngươi còn không tìm thấy hắn thì danh tiếng trên giang hồ của ngươi phải đem dứt đi rồi. Kỳ lạ gì, tất cả phòng lớn phòng nhỏ trong này ta đều tìm hết rồi, tại sao vẫn chưa thấy cái nên nhìn thấy chứ? Thư phòng này, rốt cuộc ngươi điều tra tới đây rồi. Ta đã sớm nghi ngờ ngươi, thật không ngờ lại trúng ám tiễn của ngươi. Ta biết là nếu như không phải ngươi đắc ý vọng tưởng với võ công của Âu Dương Đức ngươi, sao lại dễ dàng để ta phóng trúng ám khí. Nhưng mà thứ đồ mà ngươi muốn
sớm đã bị ta lấy đi rồi. Hả? Bớt nói đi, đưa thuốc giải đi. Hả? Còn giải? Ta đã chạy xa tới như vậy, cho dù ngươi có ra tay với ta, ta cũng không đánh trả. Ngươi biết tại sao lại như vậy không? Bởi vì ngươi giờ đã động chân khí, độc tố sẽ nhanh chóng theo máu của ngươi chảy tới toàn cơ thể, độc của ngươi sẽ phát tác nhanh hơn nữa. Ngươi cách giờ chết không còn xa. Tiếp theo đây, ngươi nhìn kỹ ta là ai. Yêu quái? Ta không phải là yêu quái, ta là ma dương. Ta là ma đầu thống lĩnh địa ngục Âu Dương Đức. Ngươi chẳng qua chỉ là một lê dân bá tánh bình thường, lại dám làm kẻ địch với ma dương ta, ngươi chết chắc rồi. Bất kể ngươi là ai, hôm nay ta phải băm sát ngươi ra thành trăm mảnh. Đi mau, nhanh. Nói, rốt cuộc ngươi là ai, còn không lộ mặt ra. Chạy cũng nhanh lắm. Lúc nãy Âu Dương Đức đánh nhau với hắn ta, hình như lực đạo có chút khác thường. Có chuyện gì vậy? Dương Đức, ngươi giết cả nhà ta, hôm nay ta phải bắt ngươi nợ máu trả máu. Nè, cô đừng qua đây. Nè. Đại sư huynh,
Đại sư huynh, đại sư huynh. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại giết Âu Dương Đức? Bất kể thế nào, hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi. Ta phải báo thù cho Âu Dương Đức. Người này rốt cuộc là ai? Võ công cao cường tới vậy? Mình ra tay liên tiếp, hắn ta chỉ tránh mà không đánh lại. Nếu như hắn ta mà đánh trả, mình không phải là đối thủ của hắn. Đại nhân, quả nhiên là giống với tôi, trúng kim độc làm sinh ra ảo giác. Thật sự không ngờ cho tới Âu Dương tiên sinh cũng bị trúng ám khí. Mọi người không biết cái tên mặc đồ đen đó ác cỡ nào đâu. Lúc hắn cầm đao đâm vô đại sư huynh tới mấy nhát, sau đó lúc tôi vội chạy tới đây thì tên mặc đồ đen đó đã chạy mất. Đại sư huynh tôi nằm dài ở trên bàn, đã thành bộ dạng như bây giờ rồi. Âu Dương Đức, cho dù chúng ta không hợp nhau, nhưng mà ở trong lòng ta, ta vẫn kính trọng huynh là một hảo hán chân chính. Huynh yên tâm, hôm nay ta xin lập lời thề trước mặt huynh, ta nhất định sẽ bắt được hung thủ báo thù cho huynh. Âu Dương tiên sinh, huynh cứu ta biết bao nhiêu lần, ta vẫn chưa kịp báo đáp ơn của huynh. Thật không ngờ huynh lại ra đi sớm như vậy. Huynh yên tâm đi, chúng tôi nhất định hợp sức lại bắt cho được tên hung thủ đó báo thù cho huynh. Đa tạ mọi người, đa tạ mọi người. Như xưng cô đương, cô cũng đừng quá đau lòng. Nói đúng ra thì chuyện của Âu Dương tiên sinh bị hại là chỉ muốn bắt được hung thủ giết chết Thường đại nhân thôi. Đây là cái chết vì việc công. Mạnh Hưng, có mang thi thể của Âu Dương tiên sinh khiến về quyền nha. Ta muốn làm linh đường cho quân ấy ở trong quyền nha, để Âu Dương tiên sinh được người tế bái. Đại sư huynh, cái gì? Âu Dương Đức chết rồi à? Cái tên đáng chết này cuối cùng cũng đã chết rồi. Cuối cùng thì mối họa trong lòng lão phu cũng đã được giải quyết rồi. Dương gia, hắn ta đang ở mật thất chờ ngài. Tốt lắm, cửu nương, truyền mệnh lệnh của bổn dương, dương phủ của chúng ta sẽ thiết đãi yến tiệc 3 ngày. Nhưng mà Dương gia, cửu nương còn có một chuyện muốn nói cho ngài biết. Nói. Theo tin tức mà thuộc hạ nghe được, Âu Dương Đức chết ở trong khách điếm. Bành Bằng đem thi thể của hắn về để trong quyện nhà, bày ra linh đường để người tới bái. Hả?
Làm vậy còn thể thống gì chứ? Đó là công đường của nhà Thanh ta, sao có thể để cho bách tính bình dân tới đây cúng bái chứ? Dương gia bớt giận. Bạch Bằng nói Âu Dương Đức là vì đi điều tra về cái chết của lại bộ đại nhân Thường Luân, cho nên Âu Dương Đức cũng coi như cũng vì diệt công mà chết, cho nên mới đặt linh đường của hắn ở huyện nhà. Tôi nghĩ Dương gia cũng nên tới giếng một lần đi. Cụ nương à, ta là hoàng thân quốc thích, sao có thể đi cúng giếng bá tánh bình dân được hả? Huống hồ gì hắn ta là kẻ thù của lão phu đó. Tôi biết chứ, nhưng mà nếu Dương gia người nhất định không tới đó giếng, làm sao biết hắn chết thật hay là giả chứ? Cụ nương nói cũng rất có lý. Lão phu sẽ đi giếng hắn vậy. Chuyện mà ngươi nói tới, bổn vương cũng đã biết rồi. Đúng là rất tốt. Ngươi không chỉ đã giải quyết mối họa Thường Luân trong lòng bổn vương, hơn nữa Âu Dương Đức cũng đã chết trong tay ngươi. Đúng là khiến ta thoải mái mà. Nhưng mà tên Bạch Bằng vẫn chưa trừ được. Âu Dương Đức ngươi còn trừ khử được, còn lại tên Bạch Bằng có thể làm nên chuyện gì được chứ? Bổn vương sẽ nghĩ ra cách để trừ khử hắn ta. Ngươi sẽ lập được công lớn. Vật trong hộp này ta thưởng cho ngươi đó. À đúng rồi, không lẽ tới bây giờ mà vẫn chưa tìm ra chứng cứ của Thường Luân về bổn vương ở đâu sao? Tên Thường Luân tuyệt đối sẽ không nghe theo lời đồn đại mà tới Tam Hà huyện để điều tra bổn vương. Trong chuyện này nhất định có bí mật. Không lẽ là hắn đem vật đó giao cho Lỗi Kỳ rồi? Thế này đi, ngươi hãy nghĩ ra cách giết chết tên Lỗ Kỳ đó cho ta. Ngươi đi đi. Âu Dương Đức cũng chết rồi, không có lý do không đem đồ tìm được giao cho bổn vương. Được, cứ làm theo ý của cụ nương đã nói. Bổn vương ta đích thân đi Tam Hà huyện nha một lần, coi thử tên Âu Dương Đức rốt cuộc là còn sống hay là đã chết rồi. Âu Dương Đức chết rồi sao? Cô gạt ta. Âu Dương Thiên Sinh là một kỳ nhân, sao lại có thể chết dễ dàng như vậy chứ? Ta không tin. Tin hay không tùy ngươi, chỉ là bây giờ ngươi không thể ra ngoài. Nếu không ngươi cũng có thể tới huyện nhà coi thử. Nghe nói Âu Dương Đức chết trong khách điếm, trên ngực còn bị đâm rất nhiều nhát, nghe nói là chết rất thảm. Tên Bạch Bằng đem thi thể của hắn khiêng về huyện nhà lập nên linh đường để người tới cúng điếu. Qua cụ nương, nếu như là thật thì cô hãy nói cho ta biết là ai đã giết Âu Dương Thiên Sinh. Ta biết được là ai đã giết chết hắn, nhưng ta không nói cho người biết. Tại sao chứ? Vì ta muốn Viên Nguyệt Đao Pháp. Không thể được. Nếu như người không đưa Viên Nguyệt Đao Pháp cho ta, ta cũng không cho người biết hung thủ là ai. Thu Quang, sự nhẫn nại của ta có giới hạn. Nếu người vẫn không chịu đưa, sợ là ta không thể bảo vệ được mạng của người. Nếu ta đã dám tới hành thích Bối Lạc thì ta đã không cần còn mạng để về. Qua cụ nương, ta nói cho cô biết, ta chuẩn bị xong rồi, cô cứ tự nhiên đi. Được rồi, ta quay về sẽ điều tra rõ ràng Âu Dương Đức có thật sự chết rồi hay không rồi tới nói cho người biết. Tới chừng đó ta hy vọng người nghĩ thông suốt, đem đao pháp ra giao cho ta. Nếu không ta sẽ lấy mạng của người. Âu Dương Thiên Sinh chết rồi. Chết rồi sao? Không thể nào đâu. Võ công nghệ cao như vậy, lại rất thông minh, là người trí dũng song toàn, sao có thể chết dễ dàng như vậy được chứ? Ta không tin. Ta không tin đâu. Dương gia hạ lệnh đã yến tiệc 3 ngày trong phủ, các người phải cẩn thận hành động. Dạ. Thật đáng hận mà. Hoàng công tử, không phải huynh rất ghét Âu Dương Đức sao? Giờ hắn chết rồi, huynh phải vui mừng lên mới đúng chứ.
Sao huynh lại bực tới mức như vậy hả? Đúng vậy. Quả thật ta ghét huynh ấy. Ta ghét huynh ấy ba lần bốn lượt chọc ghẹo ta. Nhưng mà nếu xét công bằng, võ công và cơ trí của huynh ấy không hề ở dưới cơ ta. Mặc dù huynh ấy cổ quái, nhưng mà mỗi việc mà huynh ấy làm đều là chuyện anh hùng nên làm. Từ giờ về sau, ta thiếu mất một đối thủ ngang hàng với ta. Đúng là làm người ta cảm thấy hối tiếc quá. Đáng hận nhất chính là tên hung thủ đó. Sát hại Đường đại nhân, đã hại Đường đại nhân lại còn hại huynh nữa. Thật không ngờ Âu Dương tiên sinh lại không tránh được ám tiễn của hắn. Công tử, người nói như vậy lại làm tôi chợt nhớ ra là hoàng công tử cũng từng nói võ công của Âu Dương tiên sinh không kém hơn huynh ấy. Vậy bằng đại nhân, huynh ấy là văn nhân, nếu như Âu Dương tiên sinh đã cứu được bằng đại nhân, vậy tại sao bản thân lại không thoát được chứ? Đúng vậy. Nhưng mà chúng ta lúc nãy ở khách điếm cũng thấy Âu Dương tiên sinh, huynh ấy chết rất thê thảm. Đúng vậy, đúng là thảm không nỡ nhìn. Nhìn bằng đại nhân đau lòng khóc như vậy, còn bạch cô nương tiểu sư muội của huynh ấy khóc tới chết đi sống lại, làm đệ thấy rất đau lòng. Đúng vậy, tôi thấy bọn họ khóc tới đứt từng đoạn ruột, tan nát tâm can, nước mắt như suối, làm người ta nhìn thấy thật là tan nát cõi lòng đó. Tới tôi cũng muốn khóc không thành tiếng mà. Được rồi, người diễn xong chưa? Người ta nói toàn là sự thật mà. Theo ta đèn sách được mấy năm, đã học người ta khua môi múa mép, thật đúng là. Ôi trời ơi, công tử à. Phi Vũ, ta thấy đệ rất quan tâm bạch cô nương đó, có phải là đã thích quấy rồi không? Đệ? Ừ. Đệ thích bạch cô nương? Đúng vậy, đệ coi bạch cô nương dáng vẻ xinh đẹp cũng rất xứng đôi với đệ đó. Không xứng. Tại sao lại không xứng chứ? Ê, trời này... ơi, tôi nói nha hoàng công tử, huynh thật sự không biết hay là bị mù rồi vậy? Công tử nhà của chúng tôi thì gặp ngày ấy thì làm sao? Thì công tử nhà chúng tôi thì không có tùy tiện đi thích người bình thường được đâu. Huống hồ gì ở trong lòng của ngài ấy sớm đã có ý trung nhân rồi. Tiểu Liên. Thật hả? Không tệ nha. Nè huynh đệ, người trong lòng đệ là ai vậy? Tao có biết không? Biết chứ. Không chỉ quen biết mà rất là thân nữa đó. Ngươi, tôi chửi. Ta quen biết còn rất là thân sao? Có thể là ai được chứ? Thì là Thiên Bác. Huynh đừng nghe Tiểu Liên nói bậy bạ, cậu ấy chọc huynh thôi ha. Tiểu Liên, nếu ngươi còn dám nói bậy nữa, lần này ta thật sự không tha cho ngươi đâu. Không nói, không nói, không nói nữa. Hôm qua công tử, hồi nãy tôi chỉ đùa thôi ha. Mấy chuyện này sao có thể đem ra đùa được chứ? Nè, nhưng mà Phi Vũ, ta thực sự lo dùm cho đệ đó. Nhìn đệ là một nhân tài, học rộng tài cao, còn là nhân sĩ kinh thành, gia đình cũng rất giàu có. Nếu như đệ muốn tìm một người môn đăng hộ đối thì cũng tương đối khó tìm đó. Đệ còn trẻ như vậy, vẫn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn đâu. Nè, nhưng còn Thiên Bá huynh thì khác, đệ quen huynh lâu rồi, hình như vẫn chưa được gặp hồng nhan tri kỷ của huynh đó. Đâu ra hồng nhan tri kỷ chứ? Cha ta giao tư cục lớn như thế này cho ta, ngày nào cũng bận rộn tới tối mắt tối mũi như vậy, thời gian đâu nghĩ tới những chuyện đó. Được rồi, không nói nữa. Bằng đại nhân đã đem thi thể Âu Dương Đức chuyển về đây rồi, chúng ta cũng nên tới phúng điếu ngải đàng hoàng đi. Đa tạ đại nhân.
Âu Dương tiên sinh, bành thân thay đại nhân khấu đầu trước ngài. Ngài trên trời có linh thiêng, phải phù hộ cho chúng tôi sớm tìm được hung thủ cho ngài. Như sư cô nương, cô cũng đừng có khóc nữa, hãy nén bi thương lại. Đúng vậy, như sư cô nương, cô cũng đừng quá đau lòng. À đúng rồi, vì sư quân của cô Dương Hương Vũ đi đâu rồi hả? Chắc Quỳnh ấy vẫn chưa biết chuyện này. Nếu mà Quỳnh ấy biết chắc chắn sẽ tới đây rồi. Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân. Âu Dương Đức, nếu như huynh trên trời có linh thiêng thì hãy chứng giám cho ta. Ta nhất định chính tay bắt tên đó, báo thù cho huynh. Âu Dương tiên sinh, huynh nhất định phải phù hộ chúng tôi, sớm ngày tìm được hung thủ hại huynh. Đại nhân. Chuyện gì? Thành Đông phát hiện ra tung tích của Lý Tráng. Hả? Lý Tráng được lắm, đã lộ diện rồi. Đại nhân, bây giờ tôi đi bắt hắn về đây. Được. Thiên bá chờ đệ, để đi với Quỳnh. Công tử, với võ công mèo quào của người thôi ở nhà đi, để hoàng công tử đi một mình được rồi. Người đi chỉ tổ ngán cho người ta. Cái tên này. Nè, ví dụ công tử, tên Lý Tráng độc ác vô cùng, để nên để thiên bá đi đi. Phúc Quận Dương tới. Hà quan Bành Bằng tham kiến Phúc Quận Dương gia. Miễn lễ. Bành Bằng, Âu Dương Đức thật sự đã chết rồi sao? Thật không ngờ tin tức của Dương gia nhạy bén tới vậy. Buồn cười, huyện Tam Hà này có bao nhiêu đâu, trong huyện này tất cả từ chuyện lớn tới nhỏ, lại có chuyện bổn dương không biết hay sao? Nhưng mà bổn dương kính trọng Âu Dương Đức là quái hiệp anh hùng hảo hán ở trên giang hồ, cho nên bổn dương đem lòng mến mộ tài năng mà tới phúng viếng Âu Dương Đức. Dạ. Các người muốn làm gì vậy? Bổn dương muốn được nhìn mặt Âu Dương tiên sinh lần cuối, nhưng mà ta sợ dáng vẻ của Âu Dương tiên sinh không dễ coi, cho nên mới để hộ vệ nhìn Âu Dương tiên sinh trước, coi thử là có thể làm Âu Dương tiên sinh dễ coi hơn chút không. Đại sư huynh tôi chết hơi dọa người, Như Sương cũng không hề trang điểm lại cho huynh ấy. Không cần mọi người bận tâm đâu. Dương gia, người là quan thân quốc thích, thân phận vô cùng tôn quý, còn Âu Dương Đức chỉ là một thảo dân thường. Tôi thấy hay là thôi ngài đừng xem. Bổn dương ta đã nói rồi, ta kính phục hắn là một hảo hán, sao lại có thể không nhìn mặt chứ? Tránh ra. Không được. Khoan đã. Như sư cô đừng, cứ để họ vào xem đi. Nhìn đủ chưa hả? Nhìn xong rồi thì xin mời đi.
Cái chết của Âu Dương Đức thật sự thê thảm. Bành Bằng, có Hà Quan, huyện Tam Hà này là nơi do người quản lý không phải sao? Bây giờ lại xảy ra vụ án giết người lớn như vậy, lại còn là vụ án liên quan, chức huyện quan của ngươi làm kiểu gì vậy? Hà Quan biết tội, Hà Quan nhất định sẽ nắm bắt thời gian, cấp tốc ngày đêm tìm ra hung thủ. Tới người được xưng là nhân sĩ giang hồ như Âu Dương Đức cũng bị giết chết thê thảm, ngươi chỉ là một chức quan thất phẩm quèn thôi, bắt được hung thủ sao? Tuy là quan tước Hà Quan nhỏ mọn thấp hèn, nhưng mà Hà Quan luôn luôn tin rằng lưới trời lồng đồng, thưa mà khó thoát. Bổn quan tuyệt đối không để cho tiêu nhân gian ác thì phá hoại luật pháp gia thanh, cho nên bổn quan nhất định sẽ bắt được hung thủ. Tốt, vậy bổn dương ta sẽ chờ tới ngày ngươi bắt được hung thủ. Bổn dương sẽ chóng mắt xem thử tên hung thủ đó mặt mũi như thế nào, mà lại có thể giết chết người được xưng tụng quái hiệp Âu Dương Đức ở trên giang hồ. Đi. Lễ gì chứ? Cung tiễn Dương gia. Hắn đúng là ăn nói bậy bạ. Hắn không phải tới để tế bái Âu Dương tiên sinh, rõ ràng là tới coi Âu Dương tiên sinh rốt cuộc đã chết thật hay là chưa. Đúng. Tình Phúc quận Dương này thật là quá đáng mà. Đúng vậy, tôi cũng hoài nghi cái chết của Âu Dương tiên sinh liên quan tới hắn. Bành Hưng, không có chứng cứ, không được nói bậy. Dạ. Trời ơi, Bành đại nhân, ngài cũng đừng có trách Bành Hưng nữa. Tới một trang giấy trắng tinh thuần khiết như tôi đây cũng nhìn ra được cái tên mặt mày bệ vệ này không phải loại tốt lành. Tôi thấy hôm nay hắn không phải tới phúng viếng gì hết, mà chỉ là con cáo tới chúc Tết gà, không hề có ý tốt. Nè, cứ để hắn qua đó đi. Nhưng còn Thiên Bá, lần này có thể bắt được Lý Tráng không đi? Lý Tráng, tên khốn nạn nhà ngươi, lại dám bày ra cái bẫy độc ác như vậy để ám hại ta. Chạy đi, ta coi ngươi chạy đi đâu. Đi, đi Nguyễn Nga. Thiên Bá, Quỳnh bắt được hắn về rồi. Quỳnh lợi hại thật. Đại nhân, tôi còn nghĩ là hắn ta lợi hại lắm, không ngờ hắn cũng chẳng biết được mấy chiêu. Đại nhân, tôi không biết tại sao ngài lại muốn bắt tôi. Tôi cũng chưa từng làm chuyện xấu. Tôi là bị người ta vu oan mà. Câm miệng. Lý Tráng, chưa nói tới cái hoành hành ngang ngược ức hiếp bá tánh, bắt cóc bổn quan, đánh thương Bành Hưng. Ngày hôm nay bổn quan chỉ hỏi ngươi một chuyện duy nhất. Trước đây Âu Dương tiên sinh nhìn thấy người áo đen chạy vào phòng của ngươi, chuyện này ngươi giải thích sao đây? Tôi không biết gì hết. Tôi không biết người mặc áo đen, càng không biết sao có người chạy vô phòng của tôi nữa. Còn cái chỗ đó lâu rồi tôi không có về ở. Bành đại nhân, mỗi câu tôi nói đều là sự thật mà. Hả, còn dám nói ngươi là tên tiểu nhân đê tiện, sao lại có thể độc ác như vậy chứ? Còn dám sát hại mệnh quan triều đình, chỉ dựa vào chuyện này đã đáng chết mấy lần rồi. Đúng vậy, loại người này đáng lẽ phải giết sớm cho rồi. Lý Tráng, ngươi thành thật khai báo, rút cuộc lại ở sau lưng chỉ thị ngươi làm những chuyện như vậy? Tôi không có. Lý Tráng, đại nhân kêu ngươi nói là cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội đó. Nếu như ngươi vẫn không chịu khai thành thật, coi chừng đầu của ngươi chuyển chỗ, hại cả nhà ngươi chết cùng đó. Chuyện này tôi không có giết người mà. Được rồi, trước linh đường của Âu Dương tiên sinh ta cũng không hỏi quá nhiều. Cứ đem tên Lý Tráng giam vào đại lao, hai ngày nữa thăng đường xử án. Mạnh Hưng, có áp dậy xuống dưới đi. Dạ. Đứng dậy. Đi. Đại nhân, tôi cảm thấy tên Lý Tráng này võ công bình thường, không hề giống với người giết chết được Âu Dương Đức đâu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hơn nữa ta có một trực giác là chuyện lần này không đơn giản như vậy đâu. Chuyện này đâu cần phải võ công cao cường, không cần biết hắn dùng thứ gì để đánh lén hai người. Có câu minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng mà. Đúng vậy, cho nên đối phó loại tiểu nhân này chúng ta nên chặt đứt tay của hắn, móc mắt của hắn ra, cắt luôn cái lưỡi của hắn. Được rồi, ta thấy chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra khe hở thôi. Hôm nay mọi người cũng đã vất vả rồi, hay là cứ vậy nghỉ ngơi trước đi.
Hắn chết rồi. Hắn ta chết thật rồi. Ta không thể tin được. Ta không thể tin. Hắn sao có thể chết được chứ? Hey, đây đúng là ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Đối bóng, đối bóng nhìn thấy hồ điệp đó. Mấy ngày nay uống rượu nói chuyện, ta cảm thấy ngươi là người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng mà tại sao ngươi lại giết cả nhà ta chứ? Âu Dương Đức ta tuy là không câu nệ quá, nhưng mà làm người thì có một tông chỉ. Đã làm chuyện gì thì đều thừa nhận. Xin cô nhất định phải tin tưởng ta. Âu Dương Đức, ngươi không thể chết được. Ngươi là kẻ thù giết hại cha ta. Thù cả nhà của ta vẫn chưa báo được mà. Nếu người chết thì cũng có thể chỉ chết trong tay ta. Âu Dương Đức, ta không cho người chết. Âu Dương Đức, người về đây, ta không cho người chết. Âu Dương Đức, Âu Dương Đức. Áo đen kia, cuối cùng ngươi xuất hiện rồi. Rốt cuộc ngươi là ai? Có phải ngươi đã giết Âu Dương tiên sinh không? Nào hả? Cải trang thành người cũng giống đó chứ. Hương chủ, là cậu sao? Còn không phải là tôi sao? Đại nhân, cái tên khốn kiếp này, nếu tôi không sử dụng chiêu này thì làm sao dụ hắn được chứ? Nói vậy là sao? Hương chủ, chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Đại sư huynh. Âu Dương tiên sinh. Âu Dương tiên sinh. Âu Dương Đức. Các vị, bây giờ không phải lúc để chúng ta tâm sự. Lý Cường, kéo mặt nạ của người xuống đi. Lý Trang chủ,
Âu Dương tiên sinh, tiên sinh nói hắn... Hắn chính là người đã giết Thường đại nhân. Không ngờ là ngươi. Đúng vậy, là ta. Âu Dương Đức, ngươi làm sao ngươi lại biết là ta được? Ngươi còn nhớ lúc ngươi vào phòng của Bành đại nhân và muốn giết chết ngài ấy không hả? Thôi đi. Cái tẩu thuốc này rất đặc biệt, chỉ có bản thân ta mới có thể ngửi ra mùi của nó. Bất kể ngươi có thay bao nhiêu đồ cũng vô ích thôi. Ở nhà ngươi, ngươi còn nhớ ta đập vai ngươi không? Lúc đó ta đã nghi ngờ ngươi, nhưng mà ta chưa có chứng cứ nên không có cơ hội. Nên lúc ta quay về đã hẹn sư đệ Dương Hương Vũ ra để thương lượng đó. Để đệ dụ hắn ta hả? Huynh đừng có giỡn với đệ. Đệ không làm đâu. Tại sao đệ phải che giấu thân phận để làm chuyện đó chứ? Đệ còn đang mặc đồ của phủ quận Dương đó. Đâu, đâu có giống nhau đâu. Cái này là gì cứu thu quán? Sư đệ tốt của ta, ai mà không biết đệ là thánh hóa trang chứ. Vậy cũng đúng ha. Nè, về chuyện này sư huynh muốn làm gì? Nè, huynh chắc chắn làm như vậy? Ta chắc chắn khẳng định luôn. Nhưng mà ngươi đã trúng châm kinh hồn diệp phách mê hồn rồi. Lúc đó ta tiến vào mật thất, phát hiện ra quyển Huyền Tông đó. Ngươi dùng ám khí bắn ta, đáng tiếc ta đã dùng tay bắt được, vẫn chưa bắn được vào cổ. Nhưng mà đại sư huynh, rõ ràng muội nhìn thấy trên cổ huynh có một chấm đỏ mà. Nếu không có chấm đỏ đó thì làm sao hắn mắc mưu được? Nhưng mà độc của hắn ta quả thật rất lợi hại. Ê, làm ta phát sinh ra ảo giác đó. Lúc đó ta nhanh trí nghĩ ra, giả vờ có một con rắn đang cắn vô cổ tay trái của ta. Ta lấy ra thanh đao ngắn đã chuẩn bị từ trước, loại gặp được đó. Trời ơi, làm giả mà mạnh tay vậy? Sư huynh, không phải cho đệ báo thù sao? Bây giờ đệ chỉ báo mối thù nhỏ nhỏ chút xíu thôi, nhịn chút đi. Trời, đâm nhẹ thôi, đâm nhẹ thôi. Hay lắm, hai người các huynh hợp lực lại để gạt muội. Hey. Sư muội à? Trời ơi, huynh đi. Muội nghe ta nói đã. Đừng có đụng vô muội. Hey, sư muội, nếu chúng ta không làm vậy sao dụ hắn ra được chứ? Âu Dương Đức, mưu kế của người cũng thâm hiểm lắm. Hey, xin lỗi nghe, ta thâm hiểm hay là ngươi thâm hiểm đây? Lý đại trang chủ ha, Lý đại thiện nhân, bao nhiêu năm nay ngươi ở huyện Tam Hà cũng làm ra quá nhiều chuyện tốt rồi, cướp bóc, cướp tiêu, giết người, không có chuyện ác nào không làm. Ban ngày ngươi là người tốt, ban đêm là đại ác nhân, ngươi còn gì để nói không? Không sai. Nếu như các ngươi đã biết hết rồi, người giết Thường đại nhân chính là ta. Nhưng các ngươi có thể làm gì ta chứ? Lý Cường, người giết hại mệnh quan triều đình, xem thường Dương Pháp, lại còn dám ngờ mạng ở đây sao? Ngươi hạ độc đại nhân, Thiên Mã, cái tên này chết không hết tội. Thì ra tên khốn kiếp nhất là ngươi sao? Ta đã từng nói là ta phải thay Thường đại nhân báo thù rửa hận. Mở độc bản đi. Lúc nãy khi hắn ta bắn ra châm độc thì hắn đã bị tẩu thuốc của ta ép phải nuốt về. Hắn ta bị ta ép nuốt độc vào rồi.
Bây giờ độc tính có khi phát tác đó. Ta chính là Đại Ma Dương, chính là Đại Ma Dương tới từ địa ngục. Giờ chết của các ngươi đã tới rồi, tất cả các ngươi đều phải chết hết. Hương Vũ Thu Quan cẩn thận, hắn trúng độc nặng lắm. Lý Cường, ngươi đừng có đánh nữa. Ngươi dừng tay đi, ta giúp ngươi chặn huyệt đạo, có thể cứu được mạng ngươi. Ta không cần ngươi cứu, ta muốn ngươi phải nạp mạng. Kim Trung Trấu, Thiết Bố Sâm. Tên Lý Cường, hắn cũng đã chết rồi. Kỳ lạ, chẳng qua tôi lấy đao đâm vô vùng bụng hắn, sao hắn lại chết thê thảm thế vậy chứ? Ê, không phải. Bây giờ độc toàn bộ đã vào trong người của hắn rồi, vì độc tính quá mạnh cho nên hắn mới chết thảm đó. Âu Dương tiên sinh, màn kịch này của tiên sinh diễn rất là thật đó. Tiên sinh có biết không, tất cả mọi người đều vì tiên sinh mà đau khổ không nói nên lời đó. Ê, làm đại nhân sợ hãi. Đại nhân à, tôi xin lỗi ngài, nhưng nếu tôi không làm như vậy, nhất định sẽ không dụ được hắn ra đâu. Vậy cho nên các vị à, nếu lần này ta làm gì có lỗi với các vị, xin các vị lượng thứ cho. Lượng thứ cái gì chứ? Hả? Âu Dương Đức, ngươi có biết là hôm đó ngươi hại ta ở trước mặt mọi người. Hoàng Thiên Bá, đa tạ ngươi, khóc cũng rất đau lòng đó, giống y như con trai ta vậy. Ngươi... Âu Dương tiên sinh, nhưng mà lúc đó mọi người đưa tay sờ mũi của huynh, huynh thật sự không còn thở nữa. Đúng vậy, tới Phúc Quận Dương cũng đã tới kiểm tra, hắn tin là huynh thật sự chết rồi đó. Nè, chuyện này các vị không biết rồi, sư huynh ta vẫn còn một tuyệt chiêu, đó chính là Quy Tức Đại Pháp, có thể làm cho huyệt đạo trên toàn thân phong bế như người chết vậy, hô hấp vô cùng chậm luôn, như là rùa vậy đó. Ồ, thì ra là vậy hả? Người ta nói là ngàn năm dương bá vạn năm rùa, thì ra rùa bọn chúng hô hấp như vậy hả? Vậy thì tiên sinh ngài chính là... Nè, người nói kiểu gì vậy? Đúng vậy đó, người im miệng đi. Bây giờ ý người nói đó chính là Âu Dương tiên sinh là rùa ngàn năm hay gì? Thấy vui lắm hả? Buồn cười lắm sao? Không có gì đáng cười hết. Huynh chính là rùa đó, là rùa, huynh là rùa đó. Sao mũi? Sư muội, sư muội, sư huynh, huynh coi đó. À, trời, sư muội à? À, cáo từ trước nghe. Sư muội, sư muội. Đại nhân,
Bây giờ người cũng chết rồi, tính làm sao đây? Mạnh Hưng, ngươi đem thi thể của Lý Tráng khiêng đi. Ừ. Còn nữa, bây giờ Âu Dương tiên sinh đã sống lại rồi, mọi người cũng nên dẹp hết linh đường này đi. Hãy